Nếu đúng theo dự báo, bão số 9 với sức gió giật cấp 12, thậm chí là đạt tới cấp 14, thì đây chính là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa bão cho tới nay, ảnh hưởng đến nước ta. Tầm ảnh hưởng của bão uy hiếp toàn bộ các tỉnh miền Trung, kéo dài suốt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trong đó thì mức độ rủi ro được dự báo đạt tới cấp 4, tức là ở sát mức cao nhất trong thang bậc 5 cấp cảnh báo rủi ro về thiên tai ở nước ta. Vâng, xác định cơn bão số 9 sẽ là một cơn bão rất mạnh và rất nguy hiểm nên trong sáng nay, cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp tham dự cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó, ghi nhanh của các phóng viên thời sự. Chúng ta đã từng biết nếu cấp gió 12 trên cấp 12 đó, thì cái thiệt hại cả Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đều có chung một nhận định. Đó là bão số 9 với sức gió giật trên cấp 12 khi vào các tỉnh miền Trung thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Tôi nhấn mạnh số việc sao? Miền Trung đổ dốc lớn, nước ngâm lâu ngày, gọi là mưa thối đất đã diễn ra. Thì vấn đề sạt núi là điều có thể xảy ra. Chúng ta không được mất cảnh giác mà cái tinh thần là chủ động phòng chống tốt nhất. Để mà chúng ta chỉ đạo chống gọi là siêu bão về cấp gió là như nhận định công chí là cấp 12, giật trên cấp 12. Chúng ta đã từng biết nếu cấp gió 12 trên cấp 12 đó, thì cái thiệt hại vô cùng lớn, không phải bình thường, và sau bão là lũ. Với tinh thần cảnh giác cao nhất, Thủ tướng yêu cầu các địa phương thông báo tới từng người dân, đặc biệt trước và trong khi bão số 9 đổ bộ, thì nên ở trong nhà và những nơi trú ẩn an toàn. Chính vì và đi liền với đó là chúng ta phải có chủ trương chủ động sơ tán dân vùng thấp và ven biển. Cho nên các địa phương đều có phương án dời dân một cách phù hợp, không để người dân sát biển có thể bị nguy hại. Bây giờ cứu người là vẫn quan trọng nhất, cho nên tất cả những cái giải pháp mà có thể được kêu gọi tàu bè di dời dân, cũng như là đưa khi mà tàu vào rồi phải cương quyết đưa ngư phủ lên trên bờ, di dân ngư dân mà tranh lòng bè phải rời khỏi bờ khi mà thời điểm bão đến. Đây là một kinh nghiệm mà chúng tôi đã chỉ đạo rất nhiều năm, tôi thấy được vào bờ rồi chết là an toàn, vì những con tôm hùm, những cái lòng bè cá mà cái người chủ nó giữ ngư dân lại không được lấy bờ, trách nhiệm đó thuộc về hình sự mà xử lý nghiêm. Trong khi hoàn lưu bão số 9 được dự báo mưa tới 500 mm, chưa kể hiện nay toàn bộ hệ thống thủy điện, hồ chứa ở Trung Bộ đã đầy nước không thể tích thêm. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 9 có vùng ảnh hưởng rất rộng và nguy cơ gây mưa rất lớn. Theo đó, nhiều khả năng phải tiến hành di dân tới 1,2 triệu người trong vùng ảnh hưởng. Trong đó, đáng lo nhất là nguy cơ sạt lở ở vùng núi và ngập lụt diện rộng. Theo Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai, cơn bão số 9 này quá lớn. Trong tối mai, các địa phương cần phải kiểm đếm xong tàu thuyền, cương quyết cấm biển, không cho người dân ở lại lồng bè trên vùng biển. Các tỉnh miền Trung thì có tổng số là khoảng 65.000 tàu thuyền. Hiện cơ quan chức năng đã thông báo được cho 45.000 tàu thuyền. Cũng cần phải nói thêm là cơn bão số 9 được dự báo là gây mưa rất lớn cho các tỉnh ở miền Trung, và ngay từ tối hôm qua, nhiều hồ chứa thủy điện ở khu vực này đã bắt đầu xả lũ để đảm bảo an toàn công trình và tránh gây tình trạng ngập lụt. Tại tỉnh Hà Tĩnh thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã phát thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Trước đó, từ ngày 22 tháng 10 đến nay, hồ luôn xả ở mức từ 100 đến 200 mét khối mỗi giây. Đến tối 25 tháng 10, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 30,28 mét, tương ứng với dung tích 282 triệu mét khối. Lưu lượng xả qua hai cửa tràn duy trì ở mức là 250 mét khối mỗi giây. Đến hôm nay, lưu lượng xả lũ đã tăng lên từ 300 đến 400 mét khối mỗi giây để đón lũ do cơn bão số 9. Hồ Kẻ Gỗ nằm trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, gồm một đập chính và 10 con đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu mét khối, là một trong những hồ đập lớn nhất cả nước, là nơi cung cấp nước tưới cho hơn 21.000 ha đất canh tác của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Còn tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của bão số 8 từ tối ngày 24 tháng 10, địa phương đã có mưa lớn trên diện rộng và ngập lụt ở nhiều nơi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ ảnh hưởng của cơn bão số 9, các hồ đập tại Thừa Thiên Huế cũng đang tiếp tục được điều tiết để đón lũ mới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là các hồ vùng cát,
hồ đang thi công dở dang và hồ thủy điện mới tích nước, tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành và được phê duyệt đảm bảo vận hành, an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Các chủ đập thực hiện nghiêm túc vận hành các hồ chứa nước để đưa dần về mực nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tránh gây lũ đột biến cho vùng hạ du. Vâng, có thể thấy mưa bão liên tục trong gần một tháng qua đã khiến bờ biển ở nhiều tỉnh miền Trung bị sạt lở nghiêm trọng. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do sạt lở, nhiều biện pháp khẩn cấp đã được người dân và lực lượng chức năng tiến hành, ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Sau mưa lũ, nhiều tuyến biển đã bị sóng đánh sập, sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 30 đến 40 mét. Tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng, đặc biệt có những nơi là sạt lở theo cái dạng hầm ếch, cho nên có nguy cơ sẽ lấn sâu vào trong khu dân cư. Ở đây là gần biển vô cả ngày, là đêm mùng không được ngày lo lắng, còn cái đồ nhiều chưa biết đi chỗ đâu ở nữa vì đây sạt lở rồi. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hơn 10 km bờ biển bị sạt lở, tập trung ở các xã Phú Thuận, Giang Hải, Phú Diên, Phú Hải. Hiện tượng này đã xuất hiện liên tục nhiều năm qua, nhưng năm nay mức độ sạt lở được đánh giá là rất nghiêm trọng. Nếu mà chúng ta không xử lý bằng công trình cứng, dạng thức như kiểu này á, thì toàn bộ cái vùng phía trong thì gần như là không ở được, mà nguy cơ đã phá sập cái bờ cát lớn này á, thì nó tạo ra một cái mặt bằng mới mà nối thông vào đến trong phá luôn. Thì có nghĩa là toàn bộ cái khu vực dân cư ở đây thì không thể tồn tại được. Để đảm bảo an toàn, liên tục những ngày qua, lực lượng chức năng cùng với đông đảo người dân địa phương đã tiến hành gia cố, đắp bao cát tại các vị trí xâm thực. Riêng tại xã Phú Thuận đã triển khai khoảng 500 mét với hơn 10.000 bao cát. Tuy nhiên, việc gia cố cũng chỉ là biện pháp tạm thời.